Để chúng ta có thể kinh doanh thành công ở trên mạng xã hội như là Facebook, YouTube và TikTok thì một trong những thứ đó là chúng ta cần phải xây dựng được cho mình một cái thương hiệu ở trên đó. Vậy thì để chúng ta tạo nên một cái thương hiệu như vậy thì một điều cực kỳ quan trọng đó là chúng ta phải có những cái chiến lược, những cái cách để chúng ta tạo nên một cái bước đột phá, tạo nên một cái sự bùng nổ ở trên Facebook, TikTok và YouTube. Vậy thì một trong những cái bí mật mà Linh muốn chia sẻ với tất cả chúng ta để có những cái video hàng triệu view và có những cái kênh hàng triệu lượt follow như Linh đã làm với cái kênh TikTok của mình đến hiện tại là hơn 3,7 triệu lượt follow. Và gần đây nhất đó là khi Linh tạo cho vợ của Linh đó là hơn 2,5 triệu lượt follow chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng. Và cái điều đó Linh không chỉ dừng lại ở vợ chồng Linh mà Linh còn giúp cho rất nhiều anh chị em ở trong công ty có những cái kênh cả 1 triệu, 2 triệu lượt follow trong năm 2020 vừa rồi. Và bây giờ con số đó vẫn tiếp tục liên tục tăng trưởng, Vậy thì bí mật làm thế nào để Linh có thể tạo ra những cái kênh có hàng triệu cái lượt follow và có những cái video hàng triệu cái lượt xem? Thì chúng ta hãy đăng ký tham dự cái chương trình thử thách trong 5 ngày. Linh sẽ chia sẻ chúng ta về những cái chiến lược, những cái cách thức để chúng ta đạt được cái điều đó. Và một trong những bí mật cực kỳ quan trọng đó chính là chúng ta tạo ra những cái kịch bản, những cái nội dung làm để chúng ta lan truyền, để chúng ta có một sức lan tỏa cực kỳ lớn ở trên Facebook, TikTok và YouTube. Hãy đăng ký chương trình này bằng cách click vào cái đường link bên dưới để chúng ta tham dự chương trình thử thách 5 ngày sắp tới. Xin chào, hẹn gặp lại.